để bắt đầu câu chuyện chúng ta hãy cùng quay về cái thời xa xưa lắm khi mà logic còn chưa được phát minh và con người phát triển đời sống bằng giả kim thuật giả kim thuật diệu kỳ lắm bạn ơi nó xoay quanh luật trao đổi đồng giá tức là muốn tạo ra một vật bạn phải hy sinh thứ khác có giá trị tương đương bằng cách nghiên cứu bản chất của các sự vật và vẽ những vòng tròn chuyển hóa để hoàn tất nghi thức các giả kim thuật sư có thể làm gần như là mọi thứ và nó gần như là ma thuật vậy sửa một cái đồng hồ trong nháy mắt tạo ra băng từ hơi nước trong nháy mắt tạo ra một ngọn giáo trang trí tinh xảo từ sàn bê tông trong nháy mắt tạo ra một youtuber triệu view trong 9 tháng 10 ngày và 20 năm nơi nắng dạy dỗ. Cái cuối hình như không phải giả kim thuật. Nó giống uh, sự thất vọng hơn. Những giả kim thuật sư giỏi nhất sẽ được chính quyền Amestris chiêu mộ và bồi dưỡng và được gọi là giả kim thuật sư quốc gia, nổi danh từ cuộc nội chiến trong thập kỷ trước đó vì đã tiêu diệt hầu hết tập người Ishbal nên các giả kim thuật sư quốc gia bị mỉa mai là cháu săn của quân đội. Edward Eric là một trong số đó. Cậu và em trai của mình là Alphonse Eric đầu quân cho chính quyền để ngắm các chị quân nhân tóc vàng và để truy cập kho thông tin và nguồn tài nguyên, tìm cách khôi phục lại phần cơ thể bị mất của họ. Với Edward thì là tay phải và chân trái, với Alphonse thì là Ừm, um, tất cả những gì mà người ta có thể mất hai anh em thành ra như vậy là vì năm xưa họ đã phạm và đều cấm kỵ của thuật giả kim cố tạo ra con người em nhớ mẹ quá anh ạ à. vậy chúng ta mang mẹ trở về nào số phận mang mẹ đi thì giả kim thuật sẽ đưa mẹ về nước 35 lít carbon 20 mươi kg ammoniac bốn lít muối hai trăm năm mươi gram hai cân thịt bò năm củ hành tây hai củ gừng ồ cái gì kỳ vậy ha, anh nhầm đây là shopping bro Phép chuyển hóa người đã thất bại khiến Edward mất chân trái, còn Alphonse tiêu biến vào hư không. Khoảnh khắc đó, Ed bị cuốn vào một vùng trắng có một cánh cổng, một cái bóng và một đứa mồ côi. Cái bóng tự xưng là thế giới, là vũ trụ, là Chúa, là tất cả. Nó cho Ed thấy chân lý với cái giá là chân trái của cậu trước khi đá ý thức của cậu về thực tại thuật giả kim đơn giản là không thể chịu hồi được người mẹ yêu dấu của họ nó thậm chí còn trả chịu hồi được cả dòng trắng mắt xanh những gì nó gọi ra được chỉ là cái của nợ này Fuck, vũ trụ này chán vờ lờ, lờ tuyệt vọng ed cố cứu em trai cậu lê trong vũng máu tới bên bộ giáp trang trí trong phòng vẽ vòng tròn chuyển hóa hy sinh cánh tay phải để đưa linh hồn của ao vào bộ giáp Ít hôm sau, hỏa giả kim thuật sư Roy Mustang đến chiêu mộ S vào quân đội đổi lấy nhiều nguồn tài nguyên nghiên cứu hơn để hai anh em phục hồi cơ thể cũ. Quyết tâm sửa sai và lấy lại cơ thể cho em trai, S trải qua cuộc phẫu thuật auto mail, những chi giả bằng máy được lắp bởi cô bạn thời thơ ấu là Winry Rockwell và bà nội của cô là Pinaco. Rồi S được phong danh hiệu càng giả kim thuật gia. Mục tiêu bây giờ của anh em cậu là giúp Al lấy lại khả năng quay tay bằng cách đi tìm hòn đá chết ra để củng cố thêm cho quyết tâm mới. Hai anh em đốt căn nhà cũ. Vậy hòn đá chết ra là gì? Nó là công cụ phá vỡ quy luật trao đổi đồng giá của thuật giả kim và là thứ duy nhất có thể giúp anh em eric lấy lại cơ thể chu du khắp nơi tìm kiếm thông tin ed cùng al gặp gỡ và chạm trán vô vàn kiểu người như là một ông mục sư dùng thuật giả kim để lường gạt người dân lè họ rằng đó là pháp thuật của chúa nhìn đây pháp thuật của chúa đó là họ đá chết ra thôi chúa cái gì hỡi kẻ đã lạc mất niềm tin hãy để pháp thuật của chúa cứu lấy người bằng khẩu sáu nòng này lão sớm bị ed và al lật mặt nhưng hòn đá chết ra của lão thì cũng fake như là mong kardashian vậy nên là hai anh em chẳng thu được cái gì rồi họ được roy giới thiệu cho gặp show tucker một nhà giả kim chuyên về hợp nhất người nổi tiếng về thành tựu tạo ra động vật biết nói ed và al hay ghé nhà ông ta để nghiên cứu về chuyển hóa cơ thể và khi rảnh thì cùng chơi đùa với con gái của tucker là nina và chú chó của cô bé nhưng họ sớm nhận ra để giữ vị trí của mình trong hàng ngũ giả kim thuật sư quốc gia tucker đã dùng chính vợ con của mình làm nguyên liệu chuyển hóa mèo kêu meo meo chuột kêu chích chích chim hót chip chip chó kêu ô oh, ni chan thần khốn này ông đã biến nina thành chó ông ừ. ông đã ông đã bắt nina đi làm cầu thủ cho MU u sao lão được gọi là hợp nhất giả kim thật sư đấy ông ừ. ông đã ông đã hợp nhất Nina với cầu thủ của MU sao? Chúa ơi, ao, ông đã hợp nhất Nina với con chó bằng thuật giả kim Nhưng ông có thể làm điều đó với một cái filter mà Hoặc bằng cách cho con bé chơi tiktok Nhưng mà đó không phải là vấn đề Quyền năng của thuật giả kim đôi khi rơi vào tay những kẻ vô nhân tính Sự thật đó như một cú móc phải vào tâm hồn của hai cậu nhóc Tucker sau đó bị giam lòng chờ xét xử Nhưng rồi Scar đến, không chút chuồn tay Hắn giết chết Tucker và giải thoát cho cậu bé Nina cùng chú chó tội nghiệp Scar là ai? Hắn là một ninja làng lá Biết bắn ánh sáng từ tay và ôm mộng báo thù cho gia tộc Yep. hắn chính là Uchiha Sasuke của vũ trụ này. Scar là người ít sống sót sau cuộc nội chiến 10 năm trước, chính là cuộc chiến làm nên tên tuổi các giả kim thuật sư quốc gia, nên Scar quyết định săn lùng họ để trả thù. Ed và Al thì dĩ nhiên là cũng nằm trong tầm ngắm. Scar áp đảo cả hai anh em, nhưng Roy cùng viện binh kịp thời tới giải nguy cho Ed và Al, khiến Scar vội sủi về underground. Sau vụ này, Ed và Al trở nên thân thiết với cường giả kim thuật sư Alex Armstrong và Mace Hughes, bạn thân của Roy. Khi được Alex hộ tống về gặp Winry để sửa cánh tay máy, Ed, Al và Alex gặp Mark

một bác sĩ từng phục vụ trong nội chiến Ishbal và chính là người tạo ra hòn đá chết da nhưng đã bỏ trốn khỏi quân đội. Ông gợi ý cho S về bí mật của hòn đá chết da nằm trong mớ tài liệu của ông ở thư viện trung ương. Chi nhánh một, nhóm S về Resemble để sửa tay chân, định là bảo dưỡng cho S xong thì đến thư viện nhưng mà ui khum, việc mà cô tuần tin cho S đã bị lũ người nhân tạo phát hiện, chúng bắt ông về và ép ông phải phục vụ chúng như hồi nội chiến Ishbal. Chúng gồm một tên tóc dài có thể biến thành người khác, tên Envy, tên béo có thể ăn mọi thứ, tên Gluttony, cô hàng bưởi tên Lust, cùng Flora và Jasmine tên chúng được đặt theo bởi mối tội đầu và chúng hoạt động ngầm để kiểm soát lamestris từ trong bóng tối s sau khi sửa tay chân xong thì cùng ao đến thư viện nhưng nó đã bị nhóm người nhân tạo đốt trụi may mà có jessica một thủ thư có trí nhớ siêu phàm chép lại hết tài liệu của marco cho anh em eric sơ sơ chỉ có vài chục nghìn trang mã hóa bằng công thức nấu ăn thôi giải mã làm mẹ gì qua nhà chú xem con gái chú không thôi ba tụi tôi còn phải hiện thực hóa ước mơ của mình và họ nhanh chóng tìm ra sự thật về hòn đá chết ra Nó được làm từ người sống, rất nhiều người sống. Nhiều là 10 hay là 20? Là tộc x bao trừ 1. Nhận ra hảo sự của quân đội Amestris mà mình đang phục vụ, Ed và Ao quyết định điều tra cơ sở nghiên cứu giả kim thuật số 5, nơi đã bị bỏ hoang và nằm ngay bên cạnh nhà tù quá tiện để mà chuyển hóa tù binh thành đá chết ra long mạch của lỗ mắt dậy đột nhập vào đây họ bị mai phục bởi những tù nhân đã bị chuyển hóa vào giáp giống ao và lần đầu tiên họ biết đến sự tồn tại của người nhân tạo thay vì thanh toán s luôn thì vì s là nhân trụ quan trọng gì đó chúng lại tha mạng cho cậu sau vụ này tổng thống bradley đến gặp s trực tiếp Ồ, à, cậu bị thương nằm viện à ăn dưới lưới đi nè và đừng có điều tra về đá chết ra nữa hughes cũng nhanh chóng nhận ra cách tạo ra hòn đá và mục tiêu thực sự của cuộc chiến ishbal nhưng anh nhanh chóng bị lush tấn công và bị envy trong hình dạng của thiếu ý maria giết hại thu đi để lại lá vàng anh đi để lại muôn ngàn đớn đau cộng một roi đang nung nấu ý chí báo thù roy nhanh chóng hiểu ra kẻ thù nằm trong chính quân đội và có chức quyền rất cao dạo này đánh nhau toán thua nên là ed cùng ao quay về tìm sư phụ để trao rồi sư phụ của họ là một người vô cùng đáng sợ một bản nội trợ tên izumi sợ côn trùng là một chứng bệnh sợ lỗ là một chứng bệnh nhưng mà sợ izumi thì là logic cô là người từng dạy hai đứa nhóc thuật giả kim và cách chiến đấu bằng cách bắt chúng nó sinh tồn trên một hoang đảo với một con dao rồi kêu người đến đánh đập tụi nhóc già bã trong manga thôi tất cả là vì tình thương của sư phụ dành cho chúng mày izumi thấy s dùng thuật giả kim không cần vòng tròn thì biết ngay là cậu đã thấy chân lý vì chính cô cũng từng phạm điều cấm khi cố mang đứa con của mình về và phải đánh đổi một phần nội tạng Ed hỏi Izumi về hòn đá chết ra Cô bảo từng gặp một giả kim thuật sư tên là Hohenheim dành vụ này lắm đấy <laughs> Đúng là trái đất hình vú chầm ảnh, Hohenheim chính là người cha đã đi mua sữa của Ed và Ao, Không hề ở bên khi mẹ lâm bạo bệnh Gián tiếp khiến lũ nhóc chị bao đau khổ Trong thời gian ở đây Ed và Ao chạm chán băng đảng của Grid Một tên người nhân tạo khác đúng như cái tên hắn là hiện thân của tham lam, tiền, đàn bà, địa vị, còn gì hắn cũng muốn nên Grid thoát ly đúng người nhân tạo còn lại để tự đoạt lấy những thứ hắn thèm. Kỹ năng đặc biệt của hắn là giáp tối cường nhưng mà không qua tối cường vì bị một bà nội trợ tình cờ đi ngang qua đánh hạ và phải bỏ chạy. Lúc này Bradley cùng đoàn thị sát cũng tình cờ để sự chú ý va và vào hàng ổ của Grid trong khi quân đội xử lý đàn em của hắn, Bradley trực tiếp ra tay đánh cho Grid biết ai mới là bố. Ông có thể áp đảo hắn vì ông có manga kiosh. Vì ông cũng là một người nhân tạo, tên thật là Wrath. Skill gap, bitch. Ao cố kiếm một cô gái trong băng grid giấu cô trong bộ giáp nhưng Bradley đâm xuyên qua và giết cô ta. Ao không cần yêu vẫn chết ở trong lòng một ít cú sốc khiến nàng ký ức gặp chân lý của cậu được khơi dậy nhưng cái giá của cậu lại là cả cơ thể và góc nhìn của cậu có chút lạ kỳ. Bradley sau đó bảo bất cứ ai liên quan đến người nhân tạo phải bị xử tử khiến Edward bắt đầu nghi ngờ tại sao Bradley lại muốn giết người nhân tạo thay vì bắt giữ và hỏi cung nên cậu cùng Ao chuyển sang điều tra nội bộ quân đội. Crash thì mang grid về chỗ của những người nhân tạo khác chúng phụng sự cho một kẻ mà chúng gọi là cha. hắn đem grid đi tái chế ủ cấp tốc thành một cốc rượu vàng tuy khó uống nhưng toát lên phẩm chất quý tộc. Scar lúc này vẫn đang đi săn các giả kim thuật sư quốc gia, thì tình cờ gặp cô bé chị, cô bé mây trang, người có thể dùng thuật giả kim phương đông và gọi đó là luyện đàn thuật của nước sinh. Cô bé bôn ba đến đây để tìm các giả kim thuật sư, các giả kim thuật sư thì đi tìm sự thật, đang tìm thì va phải linh thái tử nước sinh đang đi tìm hòn đá chết già để tìm bí kíp bất lão bất tử mang về cho vua cha đang yếu. Đồng hành cùng linh là hai hộ vệ lan phan và phu và họ bắt đầu bám đít nhóm s để tìm manh mối ở trung ương thiếu úy maria Ross Rill bị kết tội giết hại Hughes. Tất cả là hảo sự của Envy, Hồng quang mồi giả cho Roy không điều tra nữa. Nhưng Roy điều tra luôn cả Maria Ross, biết cô vô tội, anh ngụy tạo cái chết cho cô và gửi cô đi trốn với Ed và Alex. Maria sau đó được phu đưa sang nước sinh để lánh nạn, Đúng vậy, mạnh đi nhận vật chính thể hiện chiếm sóng Lũ người nhân tạo bèn động thủ với đội của Roy. Roy cũng bèn động thủ với Flora và Jasmine. Wow. <laughs> Lust có khả năng đặc biệt là ngọn giáo tối cường, bón hành cho Roy. À vừa chuyển sang bán hành cho Al và định hạ sát hóc ai thì bỗng nóng quá nóng quá nóng quá đi. Cố gì vậy? Roy Mustang trở lại cùng lòng quyết tâm sát đá và một cái zippo cho Lust biết thế nào là bật lửa. Vật lửa ấy, hiểu không? <laughs> Bật lửa Đám người nhân tạo mất Lust thì cay vờ lờ Nhưng chúng không thể trả thù Roy Vì các giả kim thuật sư quốc gia là nhân trụ quan trọng để mở cánh cửa Trong khi đó, ép về quê Và chạm mặt kẻ hiến tình trùng để sinh ra cậu ố cái thằng mất dậy, sao mày đốt nhà bố Vì bọn tôi quyết không quay đầu nhìn lại nữa Thế nhà tao mua hay chúng mày mua Địt mẹ ông Có mà tao địt mẹ mày Không thèm cãi nữa Ôi, Nó thật là giống mình hồi trẻ Hohenheim dù gì vẫn là một giả kim thuật sư tài ba. Nghe qua chuyện của lũ trẻ là ông biết ngay thứ S và ao từng triệu hồi được chẳng hề liên quan đến mẹ của chúng. Và ông ta lại rời đi để lại câu nói đất nước này sắp toàn rồi. Ed sau đó bèn đào cái thứ mà cậu từng nghĩ là mẹ cậu lên và biết cha mình không hề bốc phép còn Ao thì bây giờ khám phá ra rằng linh hồn của cậu và bộ giáp sẽ đào thải lẫn nhau bất cứ lúc nào Ed trở về hai anh em trao đổi những gì mình thu thập được và suy ra thứ họ từng thấy là cái xác bị đào thải bởi linh hồn của Ao lúc chuyển hóa thất bại Izumi cũng xác nhận thứ cô từng thấy không phải là con của cô việc hồi sinh người đơn giản là không thể ơi không phép chuyển hóa người thật là nhiều bí ẩn hãy đi lấy lại cơ thể cho Ao nào hai anh em đến chỗ của Roy họ cùng tìm ra rằng phủ tổng thống có gian díu với người nhân tạo kẻ địch đã chọn lẫn rất kỹ trong quân đội để dụ chúng ra mặt ép ra phố giúp đỡ người dân tạo dựng tiền tuổi thu hút sự chú ý của scar để hắn tấn công cậu lũ người nhân tạo sợ mất nhân trụ chắc còn mẹ chắn phải lòi mặt ra android cũng hùa theo tung tin giả cho quân đội để giúp kéo dài cuộc chiến giữa scar và anh em eric Grab và gluttony xa bẫy dục dịch hành động linh tìm bí kiếp bất tử nên liền nhắm tới chúng nhưng bị dã sấp mặt và phải chạy trốn rath quyết định xử lý linh và lan phan cử Gluttony chạy qua chỗ Sika Đá cái trứng cút xúc bình sang còn tên mặt sẹo dĩ nhiên là đây chiu lan phan lúc này chặt tay trái để nhử Wrath đi theo vết máu còn cô thì trốn xuống cống ngầm linh cũng rảnh tay để tham gia cuộc chiến với Gluttony, với sự giúp đỡ của linh nhóm s tóm được tên người nhân tạo béo linh cùng Hawkeye đem hắn đi để s và al bấm scar tiếp đến đây thì mây trang xen vào cứu scar một mạng Lan Phan được một bác sĩ theo phe của Roy giúp đỡ, giữ được cái mạng. Linh thì báo cho mọi người biết Bradley chính là người nhân tạo, do anh đã nhìn thấy hình xăm của chúng trên mắt Bradley lúc giao chiến. Gia đình của Bradley chỉ là vỏ bọc cho thân phận thực của hắn. Gluttony lúc này bắt đầu mất kiểm soát, khai phá khả năng của hắn, siêu múc bàng, ăn được cả lửa như một hỏa sát long nhân đích thực. Ông bác sĩ, Roy và Hawkeye bèn rút lui trước. Trước khi đi, Hawkeye đưa cho Ed một khẩu súng phòng thân. Ed Ao và Linh sau đó định đấm nhau với Gluttony Thì Envy xuất hiện và tham chiến Ai rẻ Gluttony lại ngáo chó Nuốt bất Ed, Linh và Envy Bên trong Gluttony là sưởng vẽ chuyện của các họa sĩ DC Tối vai lờ tối Envy cứ đinh ninh là cả ba sẽ kẹt ở đây đến chết Nên kể cho Ed và Linh về cha Kẻ đứng sau đám người nhân tạo Rồi hóa Chaos Biến thành một con quái vật có thể bán bốn cua cho 120 người đàn ông một lúc <laughs> Ý tôi là nếu bạn dám nhét cái cờ him của mình vào cái thứ đó Cuộc chiến giữa Envy và Linh và s diễn ra trong khoảng hai tập phim trước khi họ làm hòa và cùng tìm cách thoát khỏi đây bằng cách tự chuyển hóa cơ thể mình ra ngoài. Envy đưa hòn đá chết ra của hắn cho S làm phí thông hành giúp cậu đỡ quẻ thêm một chân. Lần chuyển hóa người thứ hai này, S lại nhìn thấy tận hai cánh cổng và cả cơ thể của Ao đang chờ được đón về. Roy Mustang trở về định kéo bè kết phá để lật tẩy Bradley thì nhận ra cả các tướng trong quân đội đã sớm đứng về phe hắn. Cụ thể hơn thì từ khi quân đội được thành lập, Bradley dùng quyền hạn để thuyên chuyển các thuộc cấp của Roy bổ nhiệm Hawkeye làm trợ lý tổng thống nói tuyệt ra là lấy mạng cô giáo uy hiếp để Roy không dám làm càn. Gluttony thì giờ đang sợ bị cha chửi vì hắn lỡ nốt Envy và một nhân trụ là S. Ao đoán tên cha đó là một nhân vật quan trọng, bèn sở ti Gluttony và dụ hắn dẫn cậu đến chỗ cha. Scar và May Trang thấy Ao đi cùng Gluttony thì lấy làm lạ, bám theo. Ao và Gluttony đến gặp cha, người nhìn y còn mẹ hệt Hohenheim. Đúng lúc đó thì nhóm S cũng thoát ra khỏi Gluttony tên cha kia bình chân như vậy thoải mái cười đùa vì hắn mạnh và ai cực và có thể dùng thuật giả kim tự nhiên như là hít thở cha sau đó thọc tay vào cái đầu buổi khiến nó mở mắt và rỉ nước lấy ra một hòn đá chết ra và dùng nó để biến linh thành grid ha 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 thằng lỏi con cho ta cơ thể của ngươi nào à, được cứ chiếm lấy em đi daddy hả làm luôn đi đầu ti tao cứng lắm rồi à, không ý ta là sẽ kiểu kiểu lấy cơ thể của ngươi à thế ạ, à? thôi cũng được thế là chúng ta có grid mắt híp và cũng không nhớ gì về grid đời trước đến đây thì scar và mây trang bước vào ed lúc này tiết lộ cho scar rằng chính lũ người nhân tạo mới là kẻ giật dây của diệt chủng isbar scar thấy ed uy tín nên tin luôn gồng chidori là vào đấm nhau nhưng chả quá mạnh hỗn chiến xảy ra gluttony bị isekai còn ed và al thì được thả đi mây trang được nhét trong người al nên cũng an toàn còn scar trốn thoát và lạc vào phòng ra marco, quyết định đem lão theo để hỏi tường tận về cuộc chiến isbar sau đó bradley gọi luôn hai anh em eric cùng roy đến bố mày là người nhân tạo đấy thì sao nào người nhân tạo sao có thể làm tổng thống con người được chúng mày thì biết cái l** gì về flex à mà ta biết mặt con bé winry rock đấy ôi không tên này giỏi đấy lão ủy hiếp bắt không cho ba người họ rời quân đội để lão tiện giám sát Linh nhờ Grid nhờ S chuyển thư cho Lan Phan bảo rằng anh đã có hòn đá chết ra rồi lúc này đã bị cắt tay chân theo nghĩa bóng bèn tìm trợ giúp từ Gramman, xếp cũ của anh trước khi anh chuyển về Trung ương Ông Fu trở về Amestris cùng Lan Phan đi tìm đường cứu chúa Lũ người nhân tạo thì đón Kim aka Hồng Liên giả kim thuật sư aka kẻ hủy diệt Ishbal Scar thì đang hỏi Marco về cuộc chiến năm xưa và tìm hiểu về thuật giả kim được in trên cánh tay phải vốn là cánh tay của anh trai hắn được bố mẹ của Winry phẫu thuật kép cho hắn để cứu hắn trước khi hắn giết họ Ed thì nhận thư giới thiệu của Alex để cậu lên phía bắc Amestris gặp Olivia Mira Armstrong, chị của Alex, một trong những người mạnh nhất Amestris. Tất cả các thế lực đang dần chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực cuối cùng diễn ra trong video lần sau. <laughs> Ấy là nếu mà tôi đủ sức tóm tắt 32 tập phim và làm một như này nữa.